Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay là thứ năm, ngày 8 tháng 11 năm 2018. Thanh Nguyễn xin trọng giới thiệu đến toàn thể các bác đam mê âm thanh và thích tìm hiểu về các dòng loa DK bãi Anh Quốc. Ngày hôm nay Thanh Nguyễn nhập được 10 đôi loa DK đa la kênh KH12. Thì dòng này dòng loa bãi xịn của Anh Quốc, do Anh Quốc sản xuất. Dòng này là một dòng loa được thiết kế theo kiểu loa đứng, sử dụng một bát 30 chép leo phân tần cực đẹp. Đây là phía trước nhé, phía trước nó là một EK và có biểu tượng DK đa la kênh bằng inox. EK này được bên trong có hai tấm lưới lỗ nhỏ và EK lỗ to. Thùng thiết kế là thùng gỗ sơn sần bóng. Đấy, sần bóng. Về phía trước mà thiết kế được 1, 2, 3, 4, 5 cạnh. Thì dòng này có thể để đứng, treo hoặc để nằm. Là tùy các bác khi mà lắp đặt trong ngôi nhà mình. Phía sau bên này. Phía sau hỗ trợ một rác cắm lưu trích. Đây chính là cái thông số model là KH12. Cái dòng này là lỗi trở 8 ôm, công suất của nó là power là 350W, độ nhạy cực cao 129 dB trên 1m và có hai độ nhạy, độ nhạy max và độ nhạy trung bình, đó là 97 dB. Này mình nhìn đây, công suất đạt 350W và có công tắc đạt bát tép, hỗ trợ một rắc vào điều chỉnh. Và đây chính là website của dòng loa đa la kênh. Đấy. Rất đẹp, sơn sần bóng. Thì dòng này các bạn đã biết rồi, em đã có rất nhiều thông tin về cái đôi loa DK KH12 này. Nó sử dụng bát 30 cân độ thẩm dầu từ 19 họng 76 tép leo phân tần lớn, nhiều dụ và đẹp xuất sắc. Và em cũng xin được báo giá. Cái đôi loa này có giá là hơn 9 triệu nhé, hơn 9 triệu bao ship. Bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 140. Em có địa chỉ thôn Bà Đa, xã Lạc, thị xã Trấn Ninh, tỉnh Hải Dương. Nay em nhận được 10 đôi, không có nhiều. Các bác nào mà đang đợi em ấy, thì em cũng xin được phốt cái lô hàng lên. Hãy biết thì bác sẽ điện cho em sớm nhé. Anh Nguyễn chào các bác ạ.